Ở nước ta có một loài hoa với tên gọi mẫu đơn, vốn đã gắn bó thân thương trong đời sống tinh thần người Việt từ hàng ngàn năm qua. Mẫu đơn Việt Nam thuộc loại tiểu mộc, cây cao từ 1 đến hơn 2 mét, lá mọc đối, hình bầu dục, bìa liền, dài khoảng 5 đến 10 cm và rộng khoảng 3 đến 5 cm. Hoa mẫu đơn nở thành chùm tròn trịa như đĩa xôi ở đầu cành. Nhiều đầy hoa nhỏ, có tua dài, cánh hình sao kết lại làm thành một đóa hoa lớn, rực rỡ sắc màu. Mẫu đơn Việt còn được gọi là Nam mẫu đơn và Long thuyền hoa. Người phương Nam thì gọi mẫu đơn là cây bông trang và cũng rất yêu thích loài hoa này. Mùa mưa, hoa bông trang nở trắng. Mùa nắng, hoa bông trang nở vàng. Trời tạnh, mây quang, hoa bông trang nở đỏ. Dù có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng hai từ mẫu đơn vẫn được dùng thông dụng, nghe vừa trang trọng, ý nghĩa, vừa gần gũi và thân thương biết mấy. Hoa mẫu đơn có nhiều loài với sắc độ rực rỡ khác nhau. Từ màu trắng, đỏ, hồng, cam, vàng, tím, nhung, cho tới màu hường chuyển sắc theo thời tiết và thời gian trong ngày. Mẫu đơn là loài hoa có sức sống khỏe, không kén đất và ưa nắng. Nếu chăm tốt, cây có thể nở hoa gần như quanh năm với những vùng đất ấm áp phía Nam. Ở ngoài Bắc, mẫu đơn thường ra hoa từ tháng 4 cho đến tận tháng 11, nhưng nở rộ và đâm bông rực rỡ nhất là vào dịp tiết Vu Lan cho đến tháng 9. Trong tiết tháng 7, giữa không gian đất trời, thu thủy cộng trường thiên sắc sắc. Màu trời và nước mưa mênh mông như dải ngân hà. Từng đóa hoa mẫu đơn hồng tươi như đuốc lửa khiến lòng người thêm ấm lại trong cái se lạnh của mùa Vu Lan báo hiếu. Cũng bởi vẻ đẹp vừa dung dị vừa ý nghĩa, nên hoa mẫu đơn sớm đi vào thú chơi tao nhã của người Việt. Có thể dễ dàng bắt gặp mẫu hoa mẫu đơn trong vườn nhà, khuôn viên công sở, đường quê, ngõ phố và trong những công trình văn hóa tâm linh. Với sự hoàn hảo từ thân dáng, màu hoa, sắc lá và ý nghĩa của tên gọi, mà nhiều cây mẫu đơn đã được nâng niu chăm sóc trở thành những tác phẩm nghệ thuật, mang lại cho con người nhiều cảm xúc thưởng lãm. Cũng chính vì thế mà phong trào trồng và nghệ thuật thưởng hoa mẫu đơn đang ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Tỉnh Yên Bái cũng là địa phương có sự phát triển mạnh của phong trào trồng và thưởng lãm hoa mẫu đơn. Ở thành phố Yên Bái và một số huyện thị như Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, đang xuất hiện ngày càng nhiều vườn mẫu đơn lớn, không chỉ góp phần làm đẹp cho không gian sống trong mỗi gia đình, làng quê, nông thôn mới, mà còn tạo ra sản phẩm hoa cảnh phục vụ nhu cầu thưởng thức ngày càng cao trong đời sống xã hội, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người trồng hoa. Trong đời sống thì cây mẫu đơn này nó đặc thù, nó nở hoa quanh năm, ngày tháng và nó rất nhiều loài. Hoa tím, hoa trắng, hoa vàng, hoa hồng, đấy, và đỏ, cà rốt, thậm chí có cả màu hường. Mà hiện bây giờ thì là nhân dân thấy như thế thì bà các người yêu cây cảnh và yêu thiên nhiên thì người ta thấy nó nở hoa quanh năm và rất dễ tính, loài thân gỗ thì người ta mang về trồng. Cái quan niệm từ ngày xưa thì người ta cứ nói là cây mẫu đơn trồng ở đền ở chùa. Thì theo một số anh em hiểu ra thì cái gì mà cao quý thì người ta dâng lên những cái lời trang trọng, những lời thờ phụng của gia đình, của đền, của chùa. Và thậm chí những có những cái bông hoa mẫu đơn nó rất là to thì người ta dùng để bà con trồng để bán vào cái tuần rằm mồng một để dâng lên thắp hương tổ tiên ông bà. Các cái người yêu cây bắt đầu đi siêu tầm về thì nó càng quý thì giá trị nó càng lên cao. Nâng cao thì bà con nông dân ở vùng xuôi hoặc vùng Yên Bái mình, đặc thù Yên Bái mình, vùng Văn Chấn là cái thổ nhưỡng nó rất hợp với cái mẫu đơn này.
Cho nên là người ta trồng lá nó xanh, hoa nó rất là to và tươi, và lợi nhuận nó mang đến rất cao. Bây giờ trồng một cái cây từ cái lúc nhỏ mà đến cái lúc mình cứ bán nhanh trong vòng độ khoảng 3, 4 hoặc 5 năm, cứ mỗi năm là 1 triệu, thì chẳng có cây gì trồng nó lợi nhuận như thế. Trong nhiều loài hoa mẫu đơn phân bố khắp nơi trên cả nước, thì ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, từ lâu người chơi hoa cảnh đã luôn ấn tượng với dòng mẫu đơn. Thân bạc, sức sống khỏe, lá đanh, răm dày, bông lớn, rực rỡ sắc hồng. Mẫu đơn Văn Chấn đã trở thành một thương hiệu được cả nước biết đến và ưa chuộng. Hiện nay, cây mẫu đơn có nguồn gốc Văn Chấn với tuổi đời vài chục năm, gồm 3 thân lớn, bố cục chi tán hoàn mỹ thuộc hàng lớn nhất miền Bắc, đang được nâng niu chăm sóc tại thành phố Yên Bái. Không chỉ như gia bảo của gia đình, mà còn có ý nghĩa biểu tượng cho loài hoa quý của núi rừng Yên Bái. Khi bắt đầu đến với cây mẫu đơn ấy là vì đam mê. Đấy, sau đó là mới đi sâu vào nó thì mới thấy nhiều cái thú vị từ nó. Thì như không những vùng xuôi, rồi tức là vùng xuôi người ta có cái truyền thống lâu hơn, người ta chơi trước mình. Đấy, nhưng khi mà đến thời điểm như hiện tại bây giờ thì cái đơn Văn Chấn của mình nó lại có cái tính năng vượt trội hơn hẳn để được mọi người yêu quý nó. Đấy, những cái đặc tính của nó đơn giản như khi mà người ta nhìn đến lần đầu tiên ấy, là đặc điểm của nó là bông hoa rất to, đấy, sắc đậm, sắc tươi ấy. Đấy, là thứ hai, thứ ba nó là lá của nó là thân lá nó dày, lá dày đậm, trông nó chất cây hơn là hàng xuôi. Đấy, cứ nói đơn Văn Chấn ở cả nước thì ở đâu ai cũng khẳng định nó là một dòng đơn đẹp. Thân vỏ của nó thì khác lạ hoàn toàn, chứ đơn xuôi thì da của nó đen hơn, nó mịn hơn. Đấy, còn đơn Văn Chấn mình thì da lứt và trắng. Đấy, nhìn cái chất cây nó rất là sạch đấy, giống như hiện trạng anh đang nhìn đây này. Một cái cây đơn Văn Chấn đây này, da nó mốc như này. Đấy, còn nếu mà nó là đơn xuôi thì là da đen xì. Đấy, hoặc là hơi rêu một tí. Đấy, nó đại khái là nó có sự phân biệt rõ ràng đấy, về chất lá, chất hoa và chất da. Cùng với giá trị về mặt thẩm mỹ, kinh tế, hoa mẫu đơn còn hàm chứa giá trị văn hóa. Từ lâu, những bông hoa mẫu đơn còn xuất hiện trong đời sống tâm linh như một loài hoa quý và ý nghĩa để dâng cúng thánh thần tổ tiên theo quan niệm tâm linh của người Việt. Những bông hoa mẫu đơn được hái xuống, rửa sạch, rồi bày lên đĩa, giúp cho không gian thờ tự thêm trang trọng và ý nghĩa, gửi gắm mong ước về sự bình an, may mắn, hạnh phúc vẹn toàn. Nhà tôi thì coi như thường là mùng ngày rằm mùng 1 là chuyên là thắp hoa mẫu đơn. Tôi hay đi chùa thì tôi hay cắt hoa mẫu đơn đi lên để dâng lên chùa. Cái hoa mẫu đơn này là hoa là trước đây là người ta bảo hoa là hoa của mẫu đơ, mẫu thờ mẫu. Bà thì bà trồng cũng không nhiều lắm đâu. Vậy mà có cái là bà trồng đủ để dùng trong gia đình thôi. Vâng, để mùng 1 ngày rằm với mùng 5 ngày Tết là bà dùng, không phải mua. Cái từ mẫu là người mẹ. Ở đơn, cái từ đơn ấy, thì nó không phải là cái từ đơn độc. Mà đơn đây là duy nhất. Cái từ đơn, hai cái từ gọi là mẫu đơn. Duy nhất chỉ có người mẹ đấy, mà yêu thương con cái. Đấy là lòng bao la, lớn, rộng lớn nhất. Cái hoa mẫu đơn, đặc trưng của hoa mẫu đơn chúng ta nó có rất nhiều màu. Nhưng mà chủ yếu là nó có 5 màu chính. Đấy. Và cái màu đó, màu hoa ấy, thì nó được tượng trưng cho về phần ngũ sắc. Riêng hoa mẫu đơn thì lại hoa màu tròn. Hoa màu tròn. Cho nên là cái tượng trưng của hoa mẫu đơn ấy là người mẹ yêu con, là được tròn trịa vậy. Đối với các cụ ngày xưa thì các cụ rất là trân trọng những cái tình cảm hoa mẫu đơn. Các cụ có thể là 5 bông hoặc là 7 bông kết thành một cái đĩa hoa để dâng cúng Phật và dâng cúng các ngài.
Đối với Yên Bái của chúng ta thì ở trên Văn Yên nó có đền Đông Cuông. Đặc trưng của đền Đông Cuông của chúng ta thì có hai cái dạng hoa mẫu đơn, một đường vào rất là đẹp. Nó tượng trưng như người mẹ vậy. Vậy cho nên khi chúng ta đến với cái loài hoa thì chúng ta đều phải mang được cái ý nghĩa của loài hoa. Đem một cái từ yêu thương và từ thương thiêng liêng. Ý nghĩa của loài hoa mẫu đơn là đem cái lòng yêu thương của người mẹ đến với nhân dân, đến với người con của chính mình. Với vẻ đẹp của dáng cây, sắc lá, màu hoa và ý nghĩa tượng trưng cho người mẹ, hoa mẫu đơn đã và sẽ tiếp tục có vị trí trang trọng trong cảm quan thẩm mỹ của người Việt. Loài hoa bình dị, thân thương và hàm chứa ý nghĩa nhân văn này thực sự góp phần làm đẹp hơn đời sống tâm hồn của người yêu hoa, thắp sáng lên mong ước tốt đẹp về cuộc sống. Những vườn mẫu đơn rực rỡ suốt mấy mùa trong năm và mỗi tác phẩm hoa mẫu đơn được chăm sóc, uốn tỉa, trổ bông, trải đều, mặt tán, đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật thưởng lãm, luôn mang lại cho con người cảm giác thư thái sau biết bao bộn bề cuộc sống thường nhật. Để thêm yêu, thêm quý vẻ đẹp thuần khiết của tự nhiên và cho chúng ta thêm nguồn năng lượng mới, tiếp tục lao động sáng tạo, làm nên sắc màu của cuộc sống, chứa chan hạnh phúc, yêu thương.